Chúng chúng là trời cho, không chúng là trò chơi. Chúng chúng là trời cho, không chúng là trò chơi. Quay bên ta có qua bên này, các bạn chứ luôn xuống gì đây? Buồn cái gì nào mày, chị ra có cái gì nào mày, chị ra có xuống gì đây? Buồn cái gì đây, anh chưa có giá sự mà giờ thay tuyển tới nghe xuống gì ra? Cứ luôn vì giờ là cái cuối tay, giờ là cái đó tự chiều mây. Chúng ta lại chiều mềm mặt, chúng có gì ở trong đời này? Và thưa quý vị, và ngay bên cuộc quay này, ai là sẽ người may mắn là tưởng qua đó là một chiến trang với MC. Chắc mong là bao nhiêu quý vị khi nhận mình chúng ta hay nhiều tình đủ màu dịch cho chúng tôi qua với những tờ lời sau cùng quý vị ơi. Cô cái gì ra mê, chị ra cô cái gì ra mê, chị ra cô xuống gì đây, cô xuống gì đây. Chớ lần ta chớ gì mà màu nhau nhau. Cô đi vui chăm thì chắc cô khóc nhẹ, không khóc nhẹ thì mẹ chồng cánh chơi. Ông vào nhà mấy ông ta vui cái gây. Đi
gì vậy? Ta là tiên, nghĩ sao ta quỳ với ông vậy? Không bao giờ có nha. À, bây giờ bà bảo tôi quỳ, bà vô nhà tôi có bàn đồ cái quỳ đó, bà leo lên bàn ngọc. Đừng có chứa mặt mấy con đường thần tài. Không có đẹp cái thằng đàn. Bà nội mẹ định con ngựa. Và bây giờ quý vị, bây giờ quên, bây giờ các con muốn xin tài đúng không? Đúng rồi, thần tài ơi, thần tài phải ban cho con muốn xin tài lắm. Muốn xin, muốn gì quên mẹ nè. Dạ, phải xin cho, ban cho con, tụi con tài lọc cho về. Rồi, ok, hồ biết. Chưa, đâu có dễ gì đâu các con. Lên đây với ta. Dạ. Đây. Ủa chạy chiếu làm gì lên đây? Hả? Chạy chiếu làm gì lên đây? Dạ rồi, mình vô chiếu. Trời ơi, sao nghe ồn quá. Các con ơi, bây giờ các con muốn có tài thôi. Dạ, yeah, hồ biết. Gì vậy thằng tài? Đánh bài hên xui. Rồi. Bây giờ ai đặt kêu đặt nè, tôi làm cái nè. Con đặt bài. Ta sẽ biến cho tụi con chơi toàn bộ được may mắn. Đây. Đây, cầm đi vô giùm ta coi ra gì rồi. Con đặt cái này. Đừng dép mẹ bị dính cướp cái gì kìa. Xin ra. Rồi, bây giờ vô nè. Đây, ta làm cái từ từ nặng ra từ từ nha. Từ từ các con ơi. Trời ơi, đừng có chung lại con lại đâu hơi nát quá. Rồi quá. Rồi thui đi chứ. Bây giờ ai chui? Ôi trời quá, ông Tài ơi. Xô quá à. Ông nghĩ coi. Trời ơi, bù trời ơi, bù rồi. Chưa. Ủa sao chạy chơi vậy? Ủa? Đâu có chưa, ta còn thần tài mà. Bây giờ tụ ai cũng tụ hết trơn, tụ hậu gì kiểu gì kỳ cục vậy? Ta ba cao. Đuổi xuống à. Đuổi xuống cái gì ơi? Thần tài đã có lọc rồi. Cái đầu con này nó hơi chua quá. Thôi bây giờ mình chơi hên xui, đừng đánh bài nữa, nghe không? Đánh bài đầu năm đầu tháng đâu có may mắn. Bây giờ mình chơi lô tô đi, bắt đầu số số. Số gì ra, với ai em mãi là người từng chấp năm. 40 năm, 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 40 năm,